Hiếu chào tất cả anh em nha. Thì trước mặt anh em chúng ta đây là một con xe ôi tàu thôi. Thì Hiếu cũng không định làm video đâu, nhưng mà thôi thì hiện tại con xe này nó đang mắc vào cái bệnh như này thì Hiếu cũng chia sẻ cho anh em luôn. Đây. Thì anh em của Hiếu thì có gọi điện và nhắn tin, đúng không ạ? Thì tại sao mà cái xe của anh em khi chúng ta siết con ốc trục đây này, đấy, trục bánh, khi chúng ta siết ốc trục lại là cái bánh của chúng ta cứng ngắc như này, không quay được, đúng không ạ? Và Hiếu chia sẻ luôn thì cái video hôm nay thì anh em của Hiếu nhìn cái giảm giật nó lòi lên đây này. Đấy, đây là cái giảm giật của nó đứt, nó lòi lên, nó bật ra ngoài đây này. Anh em nhìn thấy chưa? Thì hai cái nguyên nhân này thì nó cùng một cái thời điểm thôi anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ chia sẻ luôn là anh em chúng ta chạy vành đúc ấy thì thường thường nó có cái cục căn, căn bi, cục căn bi của nó ở giữa, khoảng giữa để là căn hai viên bi, đúng không ạ? Thì nhiều các hãng sản xuất thì nó có cái căn dài và cái căn ngắn, tức là vòng bi của chúng ta phải, hai vòng bi của chúng ta phải ép chạm đến đầu cái căn thì lúc đấy cái bánh của chúng ta mới quay, nó mới nhẹ nhàng anh em ạ. Có nghĩa là cái này anh em chúng ta phải làm nhiều và tích lũy kinh nghiệm dần dần. Thì nếu như anh em nào làm lâu dài thì mới có biết được cái phương pháp đấy. Còn nếu như anh em mới ra trường, mới bập vào thì anh em không biết được đâu. Thì tại sao mà chúng ta cứ lôi ra thay vào phanh hay là thay xăm thay lốp đi, rồi chúng ta siết lại con ốc trục vào là cái bánh nó cứ chặt cứng lại? Thì nguyên nhân ở đây nó chỉ là do cục căn thôi anh em nha. Đấy. Còn anh em của Hiếu lại hỏi là tại sao mà viên bi nhông này này, tại sao lại hay vỡ như vậy, hay bị vỡ bạc đạn, vỡ bi? Thì nguyên nhân của nó cũng do cục căn. Anh em chúng ta lắp cục căn như nào cho nó chuẩn và chúng ta căn chỉnh như nào, đấy là do anh em của chúng ta. Mình là thợ mà, cho nên là chúng ta phải biết được cái điều đấy. Thì còn nếu như anh em nào mà đang ra học nghề, có nghĩa là mình mới ra trường và mình mới mở quán, mình chưa có kinh nghiệm, thì xem video này Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em nha. Thì trước khi Hiếu bắt tay vào làm thì Hiếu cũng chia sẻ cho anh em luôn là Hiếu vừa mới sắm con xe này. Đấy, đây là thành viên mới trong gia đình của Hiếu. Anh em nào mà kết bạn Zalo, Facebook thì xem thì Hiếu đã đăng video clip rồi. Còn nếu như anh em nào mà chưa kết bạn với Hiếu thì thôi, Hiếu cũng chia sẻ lên video này luôn là Hiếu vừa mới lấy con xe này anh em nha. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Thì điều đặc biệt hôm nay thì anh em biết rồi đấy, con xe này của chúng ta khách không đi được, quay bánh không quay được này. Đấy, lùi không lùi được luôn. Tức là người ta phải Hiếu phải nói là người ta đưa con xe này lên cái xe ba gác chạy đến nhà Hiếu. Đấy, nó là như thế. Lùi không lùi được, đi không đi được, nó bị kẹt mất, cứng đơ luôn. Bây giờ Hiếu phải tháo con ốc trục này ra, lới phanh này ra, lới ốc giằng phanh, và Hiếu sẽ lưng cái bánh này ra. Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em tại sao con xe của khách lại hiện tượng như thế này anh em nha. Thank you.
Anh em của Hiếu nhìn đây thì giảm giật đây. Đấy. Rách tan rách lát hết anh em nha, đây này. Thì anh em nhìn ở chỗ này, vị trí viên bi thì có một cái căn đúng không? Tức là cái long đền, long đền để anh em nó độn rồi này. Để xem nào, đây có mấy cái nè. Một cái anh em ạ. Ở đây là hai cái nhưng mà nó ép chặt. Đây sao? Đây này, Hiếu thấy ở chỗ này. Đấy, cũng bị độn rồi. Đây là kiểu như chế cháo vành bánh lung tung, không đúng tiêu chuẩn là nó bị dính như vậy luôn anh em ạ. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái nhông ra. Đây, Hiếu sẽ tháo cái củ nhông này ra luôn. Anh em nhìn cái xích nó tuột như thế này cơ mà. Thì cho nên là làm sao họ đi được. Cho nên nó còn mỗi cách là họ vứt con xe này lên cái xe lôi để lôi đến nhà Hiếu mà. Đây bi vỡ đây này. Đây cái vòng bi vỡ đây. Đấy, viên bi. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ Hiếu sẽ tháo cái ốc củ nhông này ra. Anh em của Hiếu nhìn đây. Thì Hiếu không nói thì anh em của Hiếu cũng đã biết đúng không ạ? Cái này là vỡ bi nhông. Vỡ bi nhông thì nó làm cho cái cục căn ở bi nhông này nó thụt lại. Đúng không ạ? Nó thụt lại như này vì nó vỡ bi rồi mà. Thì cái nhông xích của chúng ta sẽ quệt vào cái càng của chúng ta. Đây. Bản củ nhông và nhông xích quệt chảy sữa hết. Vỡ bi này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây là căn này. Còn đây là cốt bi này. Đấy, cốt bi làm trong này. Đấy, anh em nhìn chưa? Đây là viên bi này. Đấy. Thì tại sao mà Hiếu bảo mấy anh em là tại sao mà cái bạc đạn hay là mình gọi là bi, chỗ Hiếu gọi là bi nha, bi nhông. Bi nhông mà bi bánh thì tại sao nó hay bị vỡ? Nó vỡ là liên quan đến cái căn của chúng ta. Thì cái ốc củ nhông này là của nó đã chuẩn rồi, nó làm chuẩn của nhà máy rồi đúng không ạ? Thì do chúng ta lắp cái vành không đúng tiêu chuẩn hoặc là chúng ta căn cái cục căn ở trong cái bánh không chuẩn nó mới dẫn đến tình trạng như thế này. Thì anh em của Hiếu lúc đấy là cũng có nhìn Hiếu lôi một cái long đền ra. Đây, cái long đền họ chêm vào cái cốt đây này. Đấy, anh em thấy chưa? Đây là cái củ nhông mà mình đã tháo ra. Thì anh em của Hiếu nhìn cái cốt của cái mayer của chúng ta đóng bi này này. Thì hiện tại cái vành này của người ta chủ xe lắp linh tinh, tức là chế độ lung tung anh em nha. Thường thường ở trong cái vòng này, vòng cốt bi của cái mayer của chúng ta nó làm lọt vào trong đây luôn. Nó làm lọt trong này luôn. Và cái ốc củ nhông này này. Cái ốc củ nhông này nha, là nó sẽ làm sát vào viên bi này của chúng ta luôn. Đấy, nó làm sát vào đây luôn. Nó chống luôn vào viên bi này này. Đấy. Thì tại sao cái vành này của người ta là phải đệm thêm một cái long đen ở đây nữa? Đây, của nó là đệm thêm long đen ở đây. Thì anh em đã nhìn thấy rồi, Hiếu đã tháo ra đúng không ạ? Nó độn vào đây. Thì lúc đấy nó sẽ mới lắp cái này, nó chống vào cái long đền này. Bắt buộc nha, Hiếu nói bắt buộc ở đây thì khi họ chống như thế thì bắt buộc cái mép này, cái mép củ nhông này này và cái mép của cái vành này của chúng ta sẽ hở ra một khoảng cách. Một khoảng cách thì rộng bao nhiêu thì nó rộng theo khoảng cách của người ta đệm cái này anh em này, thậm chí còn rộng hơn. Thì tại sao Hiếu lại nói như vậy? Tức là cái củ nhông này và cái vành này của nó là không hợp nhau. Không hợp nhau anh em nha. Đấy. Thì tại sao Hiếu nói như vậy? Thì tức là cái củ nhông này là của xe ôi. Anh em nhìn thấy đây là con xe ôi đúng không ạ? Nhưng cái vành này của nó là vành xe gem. Anh em của Hiếu phải tưởng tượng đây là cái vành xe gem.
Vành xe gen tức là cái trong cái cốt của cái Meyer này của nó thì nó chạy bằng cái bát nhỏ hơn một chút xíu anh em nha. Thường thường anh em cổ yếu nhìn ở đây này, cái vành của cái củ nhông này đấy, cái vành của cái củ nhông này nó nằm sát vào cái vành của cái Meyer này của chúng ta. Nhưng cái này khi Hiếu để vào như này, trong khi Hiếu chưa đóng bi đúng không ạ, vẫn còn lỗ này, chưa đóng bi và Hiếu chưa đút can, thì anh em chúng ta ấn cái này vào không kín được, không kín được anh em nha. Anh em nhìn đây, nó vẫn có một khoảng cách hở. Hiếu cận cảnh gần hơn nha. Đây Hiếu đặt này bằng này, nó vẫn hở anh em ạ. Nó hở như anh em chúng ta nhìn thấy đây, nó hở khoảng tầm 5 ly là còn Hiếu sợ 7 ly ý. Đấy, nó vẫn hở, nó vẫn hở thì cho nên là người ta mới độn cái long đền này vào đây, rồi người ta mới cho cái này vào đây để cho cái này là chống vào cái long đền. Anh em của Hiếu có hiểu không? Đấy, để cái này can này là chống cái long đền này. Nhưng mà người ta căn làm sao để cho chúng ta cái long đền này khi chúng ta độn vào là anh em chúng ta siết được cái củ nhông này, nó ôm trọn vào cái này, làm sao để cho nó chuẩn mà đi. Tức là khi chúng ta siết ốc chặt mà chúng ta quay bánh nó vẫn nhẹ thì lúc đấy mới đạt tiêu chuẩn. Còn nếu như anh em chúng ta độn long đền rồi, chúng ta siết con ốc trục chặt vào mà bánh vẫn căng, tức là bánh khi chúng ta quay nó vẫn nặng, thì tức là người ta căn vẫn chưa chuẩn. Nó căn vẫn chưa chuẩn anh em nha. Thì nó sẽ gây ra phá bi thôi anh em, cái đấy nó đơn giản rồi. Còn cái tình trạng nó như này thì một là người ta mang cái củ nhông này người ta đi tiện to ra. Đấy, người ta tiện đi để người ta đút vừa vào cái này. Chứ còn hở ngoác như này thì làm lụng gì anh em. Đấy, nó hở ngoác ra như này thì làm lụng gì. Thường thường ấn nó phải gịt vào nó kín đét luôn, nhưng đây là vẫn hở ngoác ra. Nhưng mà xe thì xe cũ rồi, xe tàn tạo rồi, thì Hiếu cũng chia sẻ cho anh em để anh em biết cái kinh nghiệm, cái bí quyết để chúng ta làm nghề, để chúng ta hiểu được thôi. Chứ còn cái này thì cũng chả sửa chữa làm gì anh em ạ. Anh em chúng ta chỉ khắc phục thôi. Còn cái nguyên nhân thứ hai thì nó cũng giống như anh em cũng đã xem Hiếu giải thích rồi. Cục căn ở giữa đây này, cục căn này này, cục căn ở giữa của hai vòng bi này này, nó nằm bên trong này. Thì chúng ta phải làm thế nào? Khi chúng ta đút cục căn vào, khi anh em chúng ta đóng bạc đạn hay là vòng bi vào, chúng ta ấn cái cục căn này nó cảm thấy chặt là ok. Tức là hai viên bi này nó ôm sát vào hai đầu cái cục căn của chúng ta. Còn nếu như anh em chúng ta đóng hai vòng bi hai bên, cục căn ở giữa nó vẫn cứ chạy ra chạy vào bình thường, nó lỏng tong, thì tức là chúng ta phải chêm long đền ở bên trong này. Chúng ta đóng bạc đạn này ra và chúng ta chêm long đền ở bên trong này, chúng ta mới đóng bạc đạn lại để cho nó căng tay, thì lúc đấy chúng ta mới có thể lắp bánh lên xe và đi được anh em ạ. Thì cái này là chỉ là nguyên nhân như vậy thôi. Nhưng mà nếu như anh em chúng ta làm lâu năm thì chúng ta mới tích lũy được cái kinh nghiệm. Còn nếu như anh em mới ra nghề thì còn không biết là tại sao mà chúng ta siết ốc trục vào bánh mà nó lại lặng như thế. Lý do là chúng ta căn vẫn chưa chuẩn anh em nha. Đấy, anh em chúng ta căn vẫn chưa chuẩn thì chúng ta cần phải sửa chữa như thế nào ạ? Là ví dụ như là cái cục căn ở cái vòng bi bạc đạn này, bánh này, khi chúng ta đóng vòng bi rồi, ok, chúng ta đẩy ra đẩy vào cầm cái tô vít như này này, chúng ta đẩy cái cục căn như này, nó vẫn lỏng, nó vẫn chạy được, thì tức là nó vẫn chưa ok. Nó chưa ok thì anh em chúng ta chêm long đền ở bên trong này, đúng không ạ, thì nó mới là được. Còn đây nữa, đấy, anh em chúng ta đút cái cái bộ củ nhông này vào vành, hở luôn, anh em nhìn hở, đúng không ạ, nó hở như này là không được rồi. Thì một là anh em chúng ta tiện cái này đi, tiện to ra, đúng không ạ? Chúng ta tiện to ra để cho nó ôm vào cái này thì nó mới ghi được vào đây. Thì anh em của chúng ta lúc đấy là không cần phải dùng bằng long đền này nữa, không cần phải chêm long đền này vào. Nhưng đây là lý do là nó không vào được nữa, nó để như này, nó hở ngoác như này, thì bắt buộc người ta phải chêm long đền vào. Đấy, họ chêm long đền này vào, khoảng cách hở anh em, ví dụ khoảng cách hở của nó tầm khoảng 5-6 ly thì nó chêm cái long đền cũng khoảng tầm 5-6 ly, nó chêm ở đây. Rồi người ta sẽ
can, tức là đóng bạc đạn nhông ở đây, và người ta sẽ lắp ốc củ nhông này vào để người ta can đúng vào đây. Đấy, như thế thôi, nó cũng đơn giản. Nhưng mà thường thường nếu như chúng ta can không chuẩn thì nó hay bị vỡ bạc đạn, vỡ bi. Lý do là như này anh em nha. Củ nhông thì nó vỡ bi rồi đúng không ạ? Đây, củ nhông nó vỡ bi rồi thì chúng ta để đóng được cái vành bi của cái củ nhông này ra thì chúng ta mới đóng được bi mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhảy ra thôi. Nếu như anh em chúng ta mà làm không được thì chúng ta có thể hàn. Đấy. Đây, đây là phớt rách hết rồi. Xe thì xe cũ thì cũng chúng ta không cần thiết. Xe này bán đi thì chắc được khoảng tầm 500 tiền sắt vụn. Cho nên anh em chúng ta cũng chả cần phải sửa chữa làm gì cho nó mất công. Video này thì Hiếu chỉ chia sẻ cho anh em biết cái bí quyết để chúng ta khắc phục thôi. Còn đây là vành này, vành bi bên trong này, nó vỡ rồi. Thì bây giờ anh em chúng ta đóng cái vành bi này ra. Nếu như anh em chúng ta không đóng được thì chúng ta có thể lấy một con ốc ngắn tầm này, chúng ta kê vào đây, chúng ta hàn hai đầu, chúng ta đóng phát ở giữa nó bật ra luôn. Còn đây thì Hiếu sẽ xử lý bằng cách lấy cái tô vít dẹt này này, Hiếu sẽ xỉa xung quanh. Hiếu xỉa xung quanh thì nó cũng sẽ ra thôi anh em ạ. Cái này nó cũng đơn giản. Còn nếu nó không ra thì Hiếu sẽ tính bài tiếp theo. Hiếu sẽ sử dụng bằng cái xịt chống rỉ đây này để cho nó trơn. Chúng ta đóng ra nó dễ hơn. Và một chút dầu nhớt nữa. Bơm một chút dầu nhớt vào đây. Anh em của Hiếu lấy cái tô vít dẹt đây này. Đấy. Đóng ra thôi anh em ạ, nó đơn giản thôi. Tùy theo anh em của Hiếu kê kích nhá. Kê kích sao cho nó dễ đóng vào được. Anh em của Hiếu nhìn đây thì Hiếu đóng nó gần ra được cái áo bi rồi. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Cái này là nó do bị bay hết viên bi, cho nên là Hiếu không có cốt bi để Hiếu cấy vào bên trong, thì bắt buộc Hiếu phải đóng như này anh em nha. Thì đây là cái kinh nghiệm của mỗi người. Anh em của Hiếu thích làm thế nào cũng được. Cốt là chúng ta đóng được cái cốt bi ở bên trong này ra để chúng ta đóng cái vòng bi mới thôi. Cho nên là anh em chúng ta khi làm thợ chúng ta phải linh hoạt. Đấy, Hiếu đã đóng ra rồi. Đây, cái cốt bi đây. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây là cái kinh nghiệm của anh em thợ Hiếu. Đây, Hiếu chỉ làm một cái video Hiếu ví dụ như là Hiếu đóng cách như này. Nhưng mà theo bản thân anh em thì anh em có thể khi chúng ta ra làm nghề, chúng ta có rất nhiều kiểu cách đóng khác nhau. Đây là một cái video ví dụ như là Hiếu chỉ truyền đạt ví dụ. Đấy, như cách của Hiếu, Hiếu làm đơn giản như này. Còn nhiều cách anh em có thể hàn vào. Đấy, giống như Hiếu, nếu khó đóng quá chúng ta hàn vào đây, chấm hai đầu. Anh em chúng ta đưa một cái T hay cái trục gì đấy, chúng ta đóng một phát ở giữa này, đúng không ạ? Là cái khong này nó bay ra. Nói chung là rất là đơn giản. Quan trọng nhất là anh em chúng ta đóng được cái khong này ra để chúng ta đóng bi vào anh em nha. Đấy là cái điều quan trọng mà Hiếu truyền đạt cho anh em. Anh em của Hiếu để đóng được cái viên bi vào trong cái ốc củ nhông này thì chúng ta sử dụng bằng bi 6203 anh em nha. Đấy. Bi 6203 thì chúng ta đóng được vào củ nhông này. Bi thì ở trong này thì nó cũng có mỡ rồi. Họ tra mỡ vào trong này rồi. Nhưng mà nếu như anh em chúng ta mà muốn tốt thì chúng ta tra thêm. Còn không thì anh em chúng ta đóng trực tiếp vào đấy. Như bản thân của Hiếu thì Hiếu vẫn tra. Đấy, Hiếu vẫn tra thêm tí mỡ nữa. Còn các anh em trên YouTube thì cứ bảo là sợ mỡ lọ mỡ kia. Thì theo Hiếu thì nghĩ thì mỡ cũng chỉ là cái bộ phận để bôi trơn thôi. Cho nên là không quan trọng gì cái điều đấy. Hiếu không quan trọng gì cái mỡ lọ mỡ kia anh em ạ. Cái này thì video này là video Hiếu hướng dẫn và chia sẻ cho anh em. Còn anh em của Hiếu làm thế nào thì được. Anh em làm thế nào nó lên thế thôi. Anh em có thể không đóng hay là có đóng, hay là cho mỡ vào hay không cho mỡ thì tùy anh em. Còn theo Hiếu thì cho mỡ là tốt nhất. Còn nếu như chúng ta không cho mỡ vào thì chắc cũng chỉ được thời gian. Nó khô hết cái mỡ bên trong đi là nó sẽ hỏng. Mà hỏng thì anh em chúng ta lại được cái thay mới, đúng không ạ? Thì lại có thêm tí tiền.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng vào. Việc đóng vào đây thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ đưa cái cục căn này này, cục căn xe. Anh em chúng ta cho bằng này là chúng ta táng vào thôi, đơn giản. Táng cân vào. Đấy. Ok, đúng không ạ? Còn cái đây, cái vòng của bi bạc đạn của chúng ta mà bị kẹt vào cái ốc củ nhông này của chúng ta thì chúng ta cho ra như nào, hay là chúng ta thay mới, đúng không ạ? Có nhiều anh em thì thay mới luôn, còn Hiếu thì Hiếu vẫn đóng ra. Đấy. Anh em chúng ta vặn vào, lấy con ốc vặn vào cái trục gen của nó để chúng ta đóng ra. Bây giờ con xe này thì nó là xe sắt vụn, xe ghẻ thôi, vài trăm bạc. Bây giờ chúng ta thay nhiều đồ quá thì người ta bảo là xe ghẻ rồi, bây giờ bán sắt vụn mà thay lại hết mấy trăm nghìn thì người ta sót. Cho nên anh em chúng ta tận dụng được cái gì thì tận dụng thôi. Anh em chúng ta kẹp cái kim chết vào đây. Đấy. Đấy, anh em chúng ta bóp điểm đạm vào cái cục, cái vòng của bi này. Và anh em chúng ta đặt vào cái vị trí nào đấy. Chúng ta đặt vào vị trí nào chúng ta đóng nhẹ. Đấy, như thế này là vẫn chưa ra anh em ạ. Đấy, nó vẫn lại, nói chung là nó chặt lắm đấy anh em ạ, chứ không phải là đùa đâu. Rồi anh em chúng ta đóng, khi nào nó ra thôi. Anh em chúng ta đóng khi là nó ra thì thôi. Đấy. Nếu mà lỏng quá chúng ta lại tăng lại cái kìm chết để chúng ta đóng. Hiếu sẽ vặn vào thêm một chút nữa. Bóp thật căng vào. Đấy. Tầm này. Hiếu sẽ đóng ngược lại. Cái này là của nó là hơi chặt và hơi khó, thì chúng ta làm đủ mọi cách để chúng ta đóng nó ra anh em ạ. Đấy. Còn anh em mà khuyên được khách hàng thay thì là thay, còn Hiếu đây thì họ bảo là tận dụng thôi. Đấy, như vậy là Hiếu đã đóng được ra rồi anh em nha. Có nhiều con nó dễ và nhiều con nó chặt nó khó. Đây này. Cái cốt bi này anh em này. Đấy. Cho nên là chúng ta khách hàng là thượng đế. Anh em chúng ta khắc phục được cái gì cho khách hàng là khắc phục. Đây, cốt bi của nó đây. Đấy, như vậy là Hiếu đã giữ được cái ốc củ nhông. Chả mất nghìn nào. Gọi là mất một chút công sức của anh em thợ. Đấy, anh em chúng ta cho mỡ vào. Anh em nhìn đây, đút vào đây. Rồi ok. Đấy. Còn đây là cái cục căn này này. Đây là cái cục căn, cục căn ở ốc củ nhông. Đấy. Căn của ốc củ nhông thì chúng ta đút vào đây này, đút trong vòng này này. Anh em nhớ nha. Thường thường là nó phải có cục căn này, không có cục căn này là không đi được đâu. Mà đây là dòng xe Uây. Dòng xe Uây thì nó là ốc củ nhông. Còn những dòng OES ấy, thì nó cũng có một cái cục căn ở bên trong này. Cũng cục căn nhỏ nhỏ thôi, đút được vào trong này. Cho nên anh em chúng ta lưu ý khi chúng ta làm là chúng ta phải để ý. Còn nếu như anh em chúng ta lúc tháo ra, chúng ta ráp vào quên cái cục căn ở trong này, thì xe của khách hàng đi chắc chỉ được khoảng tầm vài cây số hoặc là một vài chục cây số là vỡ luôn bi nhông này ra. Anh em nha. Cái đấy là cái điều Hiếu muốn truyền đạt cho anh em. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Xe tàu thì Hiếu sử dụng bằng cái giảm giật nó rẻ tiền thôi anh em ạ, để nó phù hợp với tàu, với cái chiếc xe. Chứ bây giờ xe ghẻ mà mình cho cái bộ giảm giật xịn quá thì cũng không được anh em ạ. Anh em nhìn đây, cái đến cái mức độ mà mình nắp cái giảm giật vào nó còn không nắp được đây này. Đấy. Anh em chúng ta còn không nắp được. Đấy, có đút được vào đâu. Cho nên cái vành, những cái vành này là cái vành rẻ tiền, cái vành họ làm chán lắm anh em ạ. Đấy, không đút được. Thì bây giờ là Hiếu sẽ xử lý. Hiếu sẽ mài cắt cái giảm giật này đi cho nó ok. Hiếu sẽ nhét vào đây. Và Hiếu sẽ ráp lại trên con xe này.
Thì kinh nghiệm nó chỉ có như vậy thôi. Thì Hiếu cũng mong tất cả anh em xem cái video clip này có thể xem và học hỏi được một chút kinh nghiệm nào đấy để anh em chúng ta có thể làm nghề anh em nha. Cái này anh em chúng ta phải cắt giảm giật anh em ạ. Đấy, như các anh em nhìn thấy thì Hiếu đã cắt và đã chuẩn đét đèn đẹt luôn đúng không anh em. Đấy, cái vành này là vành bị lỗi cho nên là chúng ta phải cắt đây này. Đây là các cái giảm giật chúng ta phải cắt đi này. Đấy, anh em thấy chưa, anh em chúng ta làm nghề cho nên là cái nhạc gì cũng nhảy anh em nha. Chúng ta nhìn là biết là cái này là lỗi cho nên là chúng ta phải xử lý lỗi làm sao cho nó ok anh em nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ráp lên xe. Anh em chúng ta bắt cái củ nhông ở trước nha. Chúng ta siết ốc củ nhông vào. Vặn, chúng ta có thể vặn gá gá vào cũng được, không cần phải vặn chặt, để chúng ta cân chỉnh bánh sau. Đấy, như vậy là ok anh em nha. Cái trục này thì chúng ta có thể cho một chút mỡ vào. Đấy, anh em chúng ta cho mỡ vào cho nó ok đúng không ạ. Rồi, anh em chúng ta đút vào đây. Và như các anh em nhìn thấy đấy thì Hiếu đã lắp hoàn chỉnh cái vành của chúng ta lên xe đúng không anh em. Thì khi chúng ta bắn chặt con ốc thì anh em thấy thì cái bánh nó vẫn quay rất là trơn. Đấy, bánh nó quay rất là trơn. Thì tức là như thế này là ok anh em nha. Thì như này là chúng ta đã cân chuẩn, chúng ta căn cái cục căn ở trong cái bạc đạn của chúng ta là ok anh em nha. Đấy, anh em của Hiếu sẽ nhìn sang bên đây. Anh em của Hiếu nhìn sang bên đây thì cái mức độ hở của nó thì chúng ta đang căn của nó khoảng tầm 5 ly. Thì chúng ta có thể chêm nong đền vào như lúc Hiếu nói đầu tiên đấy. Thì nó phải như thế này thì mới ok. Còn nếu như anh em chúng ta mà không căn thì cái bạc đạn nhông này thì nó sẽ vỡ thôi. Nó đi một thời gian là sẽ vỡ. Thì khi anh em chúng ta bắn chặt cái trục ốc này, chúng ta quay cái bánh nó bon trơn như này là ok anh em nha. Đấy, và như vậy là video của Hiếu thì đến đây là kết thúc. Thì cũng chúc tất cả các anh em có thể sửa chữa và thao tác trên xe của mình hoặc là làm xe của khách ok anh em nha. Hiếu chào tất cả anh em.